Thưa quý vị, hòa chung trong quá trình hội nhập và phát triển của thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, mô hình hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ các cấp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Xác định xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021 của hội. Thời gian qua, hội đã chủ động tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành chỉ thị số 39 về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tại cơ sở, các cấp hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 254 các câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình hạnh phúc, 134 tổ phản ứng nhanh, 391 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Qua đó, góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã về triển khai và đã phát động thực hiện 3 công trình thi đua bằng mọi cách làm, vận động hội viên phụ nữ may những cái bông hoa màu cam, có những cái khăn tròn màu cam, cũng là đặc trưng của sắc màu cam, để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ là phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng trên cơ sở giới, để chào mừng đợt thi đua đặc biệt, chào mừng Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ 14 và Đại hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc thứ 13. Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp diễn ra vào ngày 15-16 tháng 11. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh, triển khai linh hoạt và phù hợp với thực tiễn địa phương. Theo đó, với phương án 1, đại hội trực tiếp trong điều kiện bình thường, thực hiện nghiêm quy định 5K phòng chống dịch. Phương án 2, đại hội bằng hình thức trực tuyến khi tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp hoặc thời tiết mưa bão. Với tinh thần dù trực tiếp hay trực tuyến, đại hội đều phải đảm bảo nội dung theo quy định, phấn đấu tổ chức đại hội an toàn để thực sự đây là sự kiện chính trị, ngày hội lớn của tầng lớp phụ nữ thành phố nói riêng và toàn quốc nói chung. Hiện nay thì công tác chuẩn bị Đại hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 cơ bản đã được hoàn tất và chúng tôi chờ đến ngày Đại hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng trong niềm vui hân hoan của toàn thể chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố. Đại hội lần này thì có khác so với đại hội lần trước là chúng tôi tổ chức đại hội trong cái giai đoạn mà thành phố Đà Nẵng vẫn còn những cái diễn biến khó khăn về công tác phòng chống dịch, cho nên là chúng tôi cũng phải cân nhắc rất là nhiều để mà đưa ra cái phương án tổ chức đại hội một cách phù hợp nhất. Cùng với sự phát triển của thành phố, phụ nữ Đà Nẵng đã và đang và sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày càng hoàn thiện bản thân, khẳng định vai trò không chỉ trong đời sống mà còn trong mọi lĩnh vực của xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.